Xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ hai cho chúng nó ăn cái món ăn công thức này, thịt sống này. Thì bốn cái viên này ấy, là có hai viên giải độc gan, hai viên giải độc gan này và hai viên thận, hai viên gan và hai viên thận. Đây cũng vậy, đây là phần của meo xi này, phần chưa tí nữa phần của meo xi là không có canxi, còn siro thì có canxi. Bột này thì nó bột chibi rồi. Đây hôm nay là cho chúng nó, hôm trước ấy là cho nó ăn thử, ngày hôm qua là cho ăn thử cho nên là cho ăn cái lượng ăn nó ít thôi, hôm nay mới là cho ăn bữa ăn chính thức thì sẽ cho chúng nó ăn như thế này. Ở trong này ấy thì ở trong cái khẩu phần này, siro lùi lại chưa, để anh giới thiệu tí đã. Trong cái khẩu phần này thì nó có thịt bò, thịt gà, rau xanh xanh này thì nó có thì là với súp lơ và một số loại khác nữa. Cái công thức này tạm thời vẫn đang giữ kín để mà cho mọi người nhìn thấy cái màu đấy thôi. Như cái này là khi mà cho ăn sống rồi cho ăn như thế này là con chó nó sẽ tiêu hóa bình thường và vẫn cần phải có cái bổ gan thận nha mọi người nhá. Cái này là định kỳ, như ở trại nhà mình định kỳ là mỗi tuần sẽ cho chúng nó ăn một ngày cái gan thận này, bởi vì là chúng nó được sử dụng thường xuyên cho nên là một tuần là cho một ngày hoặc cho hai ngày thôi, tùy vào cái chế độ ăn cho chúng nó ăn gì, phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy. Đây Yumi ăn trước. Rồi, ba đứa xem nào. Phần của siro, siro ra đây. Không, siro ở dưới nào. Không, merci. Được, đấy, siro ăn đây. Khoan. Dù, lùi. Một sự sửa nhé. Lặn đây. Đỡ phải nhặt ra để nhè lên thuốc. Cái này chắc nó phải ném thế nào đây, của siro đấy. Ăn từ từ chậm rãi. Nguyên phục như thế này, merci, chờ tí nhé. Không phải kiểm khát quá vậy đâu. Để cho đỡ phải mất công nhặt thuốc. Từ sắp xong rồi. Đây có thịt gà này. Đây, là xin này. Thịt gà lên trên ghế. Thịt gà này. Đây nè. Không phải sức cả. Đây. Yumi. Để miếng to này làm Yumi không gặp được. Mi ăn rồi. Ăn rồi đấy hả? À. To này sợ Mi không gặp được. Đừng cho Mi ăn nữa, Mi ăn rồi. Merci ơi, ăn chậm thôi. Ăn kỹ no lâu. Ăn xong phần của Maxi rồi thôi. Được. Nào, phần đấy phần của con. Maxi Pila đã hoàn thành cái bữa ăn trong có lẽ không cần nhìn đồng hồ nhưng có lẽ cũng chỉ trong vòng khoảng 1 phút thôi. Đấy, nó để miếng nó lạnh qua, để nó to lại nó đi không ăn. Đã xong rồi, để chờ cho con siro nó ăn. Khi nào mà được 8 phút là báo nhé. Nào, bởi vì nó giới hạn thời lượng có 12 phút thôi.
đấy thì cái thải độc gan này thì là trại cũng đã từng giới thiệu với mọi người rồi. Cái này là cái cần thiết để mà cho chúng nó có cái gan thận khỏe mạnh. Nếu mà mọi người mà không dùng hàng tuần ấy thì mọi người sẽ dùng theo đợt, một đợt từ 3 đến 4 tuần liên tục. À hiện ngay nè, Siro mà xót lại cái viên. Cố nhắc vào rồi mà vẫn còn cố nhẹ ra. Vạch mà thế. Nhẹ ra là hôm sau nhịn. Sổ đúng viên canxi luôn. Bởi vì canxi nó không tan nên là nhìn cái là biết canxi luôn. Thế phí mất viên canxi rồi đấy. Ừ, nuốt rồi, may quá, đỡ phí. Thì có cái thải độc này là cái mà khi mà mọi người mà cho ăn bình thường mà không dùng đến đấy thì sẽ thải độc theo tuần, theo định kỳ 3 tháng đến 3 tháng, 4 tháng hoặc là 6 tháng một lần. Mỗi lần dùng khoảng tầm 3 tuần đến 4 tuần thì là cái chế độ ăn của từng con chó. Là cái này là cái để mà thải độc gan, còn có cái thận nữa nhưng mà cái thận thì không còn hộp ở đây. Còn cái canxi này như hiện tại bây giờ là chỉ đang bổ sung, vẫn đang bổ sung cho siro. Melci thì chưa đến đợt bổ sung cái canxi cho Melci. Melci đang giai đoạn đầu, sau khi phối là giai đoạn đầu có thai là sẽ không bổ sung, bổ sung từ trước lúc phối rồi. Còn cái chibi này thì con nào cũng bổ sung, không cần biết là ăn gì, ăn thịt hay là ăn hạt hay là thịt sống hay thịt chín đều sẽ dùng cái chibi hết. Bởi vì cái chibi đấy, như cái video hướng dẫn đấy là có cái video chia sẻ về cái chibi rồi đấy, nó là cái bí quyết của Rubelogobi để cho các con chó con nào nó lông nó bóng. Nhiều người thì xem một cái video, nhiều người xem có một cái video cái bữa ăn thấy cho ăn thịt sống này. À, rồi có thể là bảo là à đấy ông này ông cho ăn thịt sống cho nên là chó nó lông nó mượt. Không phải mọi người ạ, đây mới là cái ngày ăn thứ hai chạy cho chó ăn thịt sống thôi. Còn trước đây là 100% là thịt chín và hạt chứ không cho ăn thịt sống. Bởi vì ăn thịt sống nó có những cái là nó rất là phức tạp. Nếu mà cho ăn 100% thịt sống, một là về cái quan điểm là một thì là một rồi, nhưng cái thứ hai nữa là cái việc gan thận này kia nó trong cái thịt sống, cái dư lượng các chất ở trong cái đồ ăn của gà, thường chúng ta cho ăn gà công nghiệp thì nó rất là nhiều, cho nên là nếu mà cho ăn thịt sống mà không có bài thì là gan thận nó sẽ rất là mệt. Con chó nó sẽ có thể nó phát sinh rất nhiều thứ bệnh, mà khi phát sinh bệnh rồi thì nó tốn tiền lắm. Một là nó con chó nó ảnh hưởng sức khỏe, hai là nó tốn tiền. Video 12 phút cơ mà. Thì đấy là cái mà về cái nói về cái ăn thịt sống này. Cái thịt sống này là thịt sống có bài mọi người nha, nó là gọi là món gọi là món nem chạo dành cho chó. Chứ nó không phải là ăn thịt sống đâu, bởi vì nó còn phải có các loại rau phối trộn và nó có công thức của nó, chứ không phải là cứ miếng thịt gà thế hay là miếng thịt bò thế là ném vào ăn thế thì nếu mà cái thịt bò mà ăn thì có thể nó sinh ra cái này cái kia, nó tiêu hóa nó gây ra là phân đen hay là này kia nếu mà cho ăn nhiều. Còn mà nhà trại nhà mình cũng không cho ăn theo cái kiểu như thế, bởi vì cái quan điểm là nếu mà cho nó ăn theo cái kiểu thịt sống ấy thì ít nhiều kiểu gì nó cũng sẽ nhiễm, con chó nó sẽ hung hăng hơn, cái đấy là chắc chắn. Còn cái đấy nó vẫn là câu chuyện để mà mọi người bàn cãi nhau, nhưng mà như cái trải nghiệm của trại nhà mình trên cả chó và trên cả người nó đều như thế. Mọi người cứ để ý ở người trẻ con nó có mắc vào cái bệnh ấy là có những đứa nó chỉ ăn thịt không. Và nếu mà ai mà có một cái cơ hội gì đấy mà có biết được những cái đứa trẻ nó theo cái kiểu như thế, nó chỉ ăn thịt không ấy, thì mọi người sẽ biết là chúng nó rất là nóng tính và chúng nó rất là cục tính. Và cái cách chữa nó là buộc cách nào đấy là phải để cho nó ăn cả rau và các thứ khác nữa.
thì nó sẽ lại nhẹ nhàng lại bình thường. Đấy là cái ảnh hưởng của cái đồ ăn, nó có ảnh hưởng đến cả tính cách nữa. Cho nên là cái này thì mọi người bàn cãi thì cứ bàn cãi thôi, chứ còn cái quan điểm của trại nhà mình là chó nhà mình là trước đây thì mình không có bao giờ cho ăn thịt sống cả, 100% là thịt chín, chứ không cho ăn thịt sống là vì lý do như thế. Một là để cho các cái chất dư lượng, các cái chất độc hại ở trong thịt nó còn dư của cái phần đồ ăn ấy, nó trong cái quá trình luộc ấy nó sẽ thôi được ra, nó đỡ đi. Hai nữa là nó hạn chế ở cái việc ảnh hưởng đến cái tính cách của con chó hay là này kia, những cái đấy là những cái phòng xa. Còn như theo ăn theo cái công thức này thì nó còn có nhiều cái thứ khác nó phối trộn vào nữa thì là ok. Tưởng tượng như là người ăn nem chảo ấy thì nó còn nem chảo thì nó cũng là thịt sống ấy, nó là thịt tái đấy, nhưng mà nó còn phải có nem thính với nó có rau thơm nữa, chứ nó không phải là ăn thịt không. Thì ok, đây thơm nhau cái nào. Có chó nhà ai nuôi đạt được đến trình độ như thế này chưa? Bảo thơm ở đứng yên cho thơm. Ok, chào mọi người nhá. Con Rottweiler nó nên nuôi như vậy. Nó là một con chó rất là gần người, rất là tình cảm, và nó là giống chó to nữa. Đừng có để làm sao để cho nó thành cái con chó hung dữ, nó rất là nguy hiểm. Hãy để nó thành những cái con chó bản lĩnh, những con chó lúc nào nó cần thể hiện cái bản lĩnh của nó sẽ thể hiện. Còn bình thường mà nó là như thế này thôi, là lúc nào cũng như là những đứa trẻ con vậy thôi. Ok, chúc mọi người nuôi chó vui khỏe nhá. Thank you and see you again.